Các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi vui Tết Trung thu ở các địa phương trong toàn tỉnh sẽ tiếp nối dòng thông tin. Thưa quý vị, theo ghi nhận của phóng viên thời sự, trong bối cảnh các tỉnh thành phía Bắc đang oàn mình trong bão lũ, chương trình vui Tết Trung thu năm nay tại Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra đơn giản, ngắn gọn nhưng không kém phần ý nghĩa. Tại huyện Đất Đỏ, hội thi thiết kế lồng đèn năm nay thu hút 20 liên đội của các trường học tham gia. Mỗi đội thiết kế một lồng đèn từ những vật liệu thân thiện với môi trường, các vật liệu tái chế với nhiều mẫu mã sáng tạo. Dịp này, huyện Đất Đỏ tổ chức lễ hội Trung thu với chủ đề vui hội trăng rằm, đầm thắm yêu thương. Tham gia ngày hội, các em được hòa mình vào các trò chơi vui nhộn. 250 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được nhận những phần quà ý nghĩa từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh và huyện Đất Đỏ. Trong chương trình vui Tết Trung thu năm 2024 cho con cán bộ công chức viên chức lao động, công đoàn Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ, trao hơn 100 phần quà với số tiền gần 17 triệu đồng.